Rồi hiện tại thì mình đang đi soạn 10 cặp full gôn, ri bông, full vẩy và chấm tay bơi cho anh Phát ở Kon Tum. Thì anh Phát này mới gần đây thì ảnh có mua anh mình là 60 con wheel mít đầu. Có nghĩa là mấy con wheel mà dạng mình nuôi thủy sinh các bạn. Thì những con wheel mà nó không lên đầu á, là cái hàng nó lâu lâu mình mới có thôi các bạn ơi, chứ không có nhiều đâu. Nên là nhiều khi mình cứ khi mình đăng lên tầm khoảng 5-10 phút là có khách chốt mất tiêu rồi. Rồi hôm nay anh quay lại anh ủng hộ của mình full gôn. Full gôn đợt này thì ảnh sẽ mua là ri bông chấm tay. Thì sẵn đây mình cũng làm thêm một cái clip để mình giải đáp cái thắc mắc của các bạn là ri bông hàng chấm tay nuôi một thời gian nó có full tay không ha. Thì cái này mình cũng nói thẳng với các bạn luôn, thì cái tỷ lệ nó dạng như là 50-50, có nghĩa là hên xui đó các bạn, không có cái gì mà chắc chắn hết. Còn nơi nào mà bán cho các bạn mà full gôn mà hàng chấm tay á, mà dám đảm bảo với các bạn là nuôi một thời gian 100% sẽ lên full tay hết, thì thật sự là cái này là các bạn nên cân nhắc lại ha. Full gôn mình sau khi mà đóng vô trong túi rồi á, thì nhìn cái màu rất là chán ơm luôn, nhìn nó mờ căm, nó không thấy gì trơn. Với lại là do ở đây là mình đóng bịch đôi để hạn chế cái tình trạng mà bị bể bịch ấy. Rồi cái màu sắc của con trống thì mình cũng đã nói rất nhiều rồi, nó cái màu của nó rất là nhợt nhạt, nó kiểu như gần như là trắng so với lại con mái cái màu nó sẽ đậm hơn một xíu đó. Thì full gôn ở đây mình quấn cái keo vàng để cho các bạn về các bạn dễ nhìn ha, với lại là trong cái quá trình mà vận chuyển đó, nó ít bị tụt màu hơn.